Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, vừa ra khỏi hội đường Capharnaum, Đức Giêsu đi đến nhà ông Simon và Andrê. Có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho người về tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy, cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người, cả thành súm lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết người là ai. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm kiếm. Khi gặp người, các ông thưa, mọi người đang tìm thầy. Người bảo các ông, chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa. Vì thầy ra đi cốt để làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. Những ngày cuối năm chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, ai cũng đang tất bật cho những công việc của riêng mình. Thánh Marco trong bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy Đức Giêsu cũng đang bận rộn và tất bật với công việc hàng ngày của Ngài. Đức Giêsu bận rộn không phải là để tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng là để tìm lợi ích cho tất cả những người mà Ngài gặp gỡ. Thánh Marco cho chúng ta biết rằng, ngay khi rời khỏi hội trường Capharnaum, Đức Giêsu đã đến ngay nhà của ông Simon và Andrê để viếng thăm gia đình. Khi đến nơi, thấy bà mẹ vợ của ông Simon đang lên cơn sốt, Đức Giêsu ngay lập tức chữa lành bệnh cho bà. Sau khi đã dùng bữa trưa với gia đình, Đức Giêsu lại tiếp tục chữa lành mọi kẻ ốm đau và xua trừ ma quỷ ra khỏi nhiều người. Công việc của Đức Giêsu bận rộn cho đến khi Ngài đi nghỉ đêm. Hôm sau, sáng sớm Ngài thức dậy, đến nơi hoang vắng và cầu nguyện để tiếp tục làm việc cho một ngày mới. Ngài đã đến nơi khác để rao giảng, chữa lành bệnh tật và xua trừ ma quỷ. Tất cả những công việc bận rộn của Chúa là vì mưu cầu lợi ích cho người khác. Tôi đang bận rộn, tất bật công việc của mình vì mục đích gì? Tôi có đang sống cuộc đời của mình vì người khác không? Hay tôi chỉ ích kỷ sống cho bản thân mình? Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chăm chỉ làm việc vì tha nhân như Chúa đã vất vả, tất bật làm việc vì những người mà Chúa đã gặp hôm nay. Xin Chúa cho chúng con biết sống vì anh em của mình, đừng bao giờ sống ích kỷ, chỉ vì bản thân. Amen.